thông tin về hai tổ chức khủng bố liên quan tới vụ tấn công tại Đắk Lắk. Ngày 6 tháng 3, Bộ Công an thông báo về hai tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố là nhóm hỗ trợ người thượng MSRI có trụ sở tại Hoa Kỳ và người thượng vì công lý MSFG đăng ký thành lập tại Mỹ và có văn phòng hoạt động tại Thái Lan. Theo Bộ Công an, các đối tượng cầm đầu hai tổ chức này đã trực tiếp tuyển mộ, lôi kéo một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk và các địa phương lân cận, thành lập lực lượng tự xưng là lính Đề Ga, thực hiện cuộc tấn công khủng bố tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Các đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố đã thừa nhận hành vi này. Theo bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hwen Eban đã bị tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng MSGI liên lạc, lôi kéo tham gia tiến hành các hoạt động vũ trang, giết người, phá hủy tài sản của cơ quan tổ chức. Hwen đã thành lập nhóm lính Đề Ga, chuẩn bị vũ khí và huấn luyện lực lượng, sau đó tiến hành thực hiện vụ tấn công khủng bố vào ủy ban hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu. Hwen Eban đã thừa nhận thực hiện các hoạt động trên theo chỉ đạo của Imut Mlo, đối tượng cầm đầu tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng. Imut nói với tôi, nếu mà không đứng lên, không làm gì mà sau này thì thành nô lệ cả đời. Thì Imut nói là thành lập thì quân đội, nên mà thành lập nhà nước, thành lập quân đội Linh Đi Ga là tôi thì thành lập. Imut bảo với tôi, nói với anh em là có tiền mua súng. Theo bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, năm 2023, nhóm hỗ trợ người thượng MSGI cử thành viên là Ison Nie từ Mỹ xâm nhập về Việt Nam để tham gia chỉ đạo vụ tấn công khủng bố. Ison Nie đã thừa nhận được sự chỉ đạo của Imut Mlo, đối tượng cầm đầu tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng. Imut là người cử tôi về. Imut chỉ nói là nếu mà chúng ta muốn giành lại ở năm tỉnh Tây Nguyên là chúng ta chỉ có đánh thôi. Lý do tôi về Việt Nam là tại vì tham gia cùng Hwen để về việc thành lập nhà nước Đề Ga đó. Theo Bộ Công an, tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG cũng tham gia vào vụ tấn công ngày 11 tháng 6 năm 2023. Yquin Mdap, một trong những đối tượng đứng đầu tổ chức này, đã tuyển mộ Y Krong Phok tham gia tổ chức lính Đề Ga và chỉ đạo đối tượng này mua sắm vũ khí để chuẩn bị tấn công. Imut với lại Yquin giao cho tôi là đi tuyên truyền khắp nơi để tổ chức lại cái lính Đề Ga. Tôi có chuẩn bị hai khẩu súng hơi với là một ký hai thuốc nổ. Yquin đã chỉ đạo xúi dục kích động các cái đối tượng trong nước chọn những trụ sở cơ quan nhà nước có ít người để dễ thực hiện, đã làm thì làm đến cùng, không được bỏ cuộc. Đồng thời chỉ đạo là phải quay video diễn biến quá trình thực hiện cuộc tấn công khủng bố, phá hoại, giết cán bộ, gửi cho Yquin Mdap để tuyên truyền cho cộng đồng quốc tế biết, can thiệp, hỗ trợ. Cuộc tấn công đã khiến 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng và gây ra hoang mang lo sợ trong người dân. Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo hai tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng MSGI và Người Thượng Vì Công Lý MSFG là tổ chức khủng bố đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố tại Việt Nam.